thấy rất là vui và được học hỏi rất nhiều từ các huấn luyện viên ở đây. Dạ, có sự khác biệt rất khá nhiều vì ở đây thì có sự cạnh tranh cao hơn là ở câu lạc bộ. Thì mình thể hình mình nhỏ nhưng mà mình thông minh và nhanh nhẹn và bù lại được việc đấy. Dạ đúng, vì hạng nhất thì không như V-League là khắc nghiệt hơn, với lại V-League thì đá dựa vào tay cũng nhiều hơn là hạng nhất. À, thì theo em thấy thì theo mình đã bị ở vị trí hậu vệ thì tranh chấp với các cầu thủ Tây thì người cũng sẽ quen và cũng như thích nghi được hơn so với thi đấu với cầu thủ nước ngoài. À, cái đấy thì em cũng không chắc lắm vì cái đấy thì tùy vào những các huấn luyện viên nhận xét và đánh giá mình như thế nào. Còn em thì chỉ hy vọng cố gắng và chiến đấu và quyết tâm tập luyện để được có tên trong danh sách. Những đầu huấn luyện này thì em mong là và cũng cố gắng để được có tên để được đi tập huấn và xa hơn thì có tên trong danh sách để đá vòng loại U23 sau đó. À, thì em thì đi từ nhỏ nên việc nhớ nhà với em thì cũng khá là bình thường vì em cũng quen thuộc lắm quá rồi. Nên nhớ nhà thì đôi lúc nhớ thì em hay gọi về nhà bằng ba mẹ bằng FaceTime hay là qua Facebook.